Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới trên 60 tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số người mắc bệnh khi chỉ 50 tuổi và ung thư được chẩn đoán khi trong tuyến tiền liệt xuất hiện các tế bào bất thường tăng lên với số lượng không thể kiểm soát được và có thể di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là xương. Vì thế nên hôm nay, cổng thông tin Alo Bác sĩ đã mời đến bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Anh, trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân đến đây Bệnh viện 115 đến đây để chia sẻ cho quý vị về vấn đề này. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian của mình đến chương trình. Xin chào Minh Khuê, cùng chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ. Dạ, thưa bác thì đầu tiên xin bác cho biết là tuyến tiền liệt có vai trò gì bên trong cơ thể và nam giới ở độ tuổi nào thì nên đi thăm khám tuyến tiền liệt ạ? Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, thưa biên tập viên Minh Khuê. Mình cũng như chúng ta cũng biết là trong cái y khoa chúng ta, đặc biệt với những người mà trên 40 tuổi thì khả năng bị cái tăng sinh tuyến liệt tuyệt của nó rất là cao. Thì chúng ta cũng biết là cái vai trò của cái tuyến liệt tuyệt, của cái tiền liệt tuyến thì nó có hai cái chức năng chính, là cái chức năng là tiết và chức năng dự trữ tinh, co bóp và kiểm soát nước tiểu. Thì chức năng tiết và dự trữ dịch thì tiền liệt tuyến cũng như các tuyến phụ khác của tuyến tinh hay là những tuyến copper thì nó sản xuất ra phần lớn những cái dịch ở trong tinh dịch, và chất dịch này sẽ giúp trộn lẫn với cái tinh trùng và để làm sao cho tinh trùng thuận tiện di chuyển vào trong cái hệ thống của sinh dục nam, và từ đó khi chúng ta có giao phối thì đi vào trong hệ thống của cơ quan sinh dục nữ. Ngoài cái chức năng về tiết và dự trữ dịch thì nó còn có chức năng nữa là co bóp và kiểm soát nước tiểu. Và đây thường là những cái triệu chứng mà khi nó phì đại và bệnh nhân hay tới với chúng tôi nhất. Thì chức năng co bóp và kiểm soát nước tiểu là gì? Là nó giúp cho cái nước tiểu không bị chảy ngược vào về phía bàng quang trong quá trình phóng tinh, và cơ thắt ở trong đáy bàng quang sẽ đóng lại. Và khi cơ thắt này đóng lại thì nó sẽ ngăn nước tiểu và tinh dịch đi ra khỏi ngoài cơ thể, ngoài niệu đạo cùng một lúc. Và khi đạt được cái đỉnh điểm của khoái cảm thì cơ vòng này sẽ đóng chặt và để ngăn không cho tinh dịch trào ngược vào bàng quang. Ngoài ra thì nó còn có nhiệm vụ là nó giữ cho điều hòa được cái tiểu, để cho cái người mà không bị phì đại sẽ đi tiểu hết và tiểu sạch khi mỗi lần có nước tiểu, chứ không bị đi tiểu xóm, bị đi tiểu nhiều lần khi mà bị có cái phì đại của tiền liệt tuyến. Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào báo hiệu tuyến tiền liệt đang gặp vấn đề và liệu có triệu chứng nào có thể phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt không ạ? Thì chúng ta cũng biết như là phì đại tuyến tiền liệt cũng như là ung thư tuyến tiền liệt thì đây là hai cái bệnh cảnh lâm sàng, nếu ở trong giai đoạn sớm thì chúng ta rất là khó phát hiện, vì bởi vì các triệu chứng của nó rất là mơ hồ, và thường sớm của cái ung thư tiền liệt tuyến thì thường triệu chứng nó không có gì hết, có thể đâu đó thỉnh thoảng chúng ta có đi tiểu máu. Nhưng nếu mà ở những người mà trên 40 và trên 50 tuổi, khi chúng ta có những triệu chứng đó thì chúng ta cần phải đi tới bệnh viện. Nó chỉ có triệu chứng khi bú đã bắt đầu lớn và bắt đầu có xâm lấn, thì từ khi nó xâm lấn nó có thể nó làm tắc nghẽn và dẫn tới bệnh nhân phải là rặn mỗi lần đi tiểu, hoặc là nó làm giảm lực của cái dòng nước tiểu, hoặc là nó đi tiểu ngắt quãng, Rồi cái thứ nữa là khi mà nó xâm lớn thì nó có thể nó gây kích thích, và chính vì kích thích thì nó sẽ làm cho bệnh nhân đi tiểu lắt nhắt này, đi tiểu đêm này, tiểu xóm này, đi tiểu nhiều lần trong đêm, vân vân. Và khi nó tắc nghẽn nữa thì dẫn tới cái sự tắc nghẽn của các ống xuất tinh, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là xuất tinh có thể ra máu, và đặc biệt là nó sẽ giảm được cái khối lượng xuất tinh. Khi mà cái ung thư, cái cúm bú của tiền liệt tuyến phát triển ung thư mà nó phát triển ra tới bên ngoài thì nó có thể là xâm lấn cái bó thần kinh của cái cơ đái chậu và đặc biệt cái hệ thống mạch máu, và từ đó nó gây cái hiện tượng là rối loạn cương dương. Và thường khi bệnh nhân tới với chúng tôi ở những giai đoạn xa hơn nữa thì bệnh nhân có thể có cái đau cột sống, đau chân, đau tay, khi chụp phim ra làm cái xạ hình xương thì mới phát hiện là có di căn của cột sống. Và khi kiểm tra lại thì chúng tôi mới biết rằng là đây là cái ung thư tiền liệt tuyến di căn cột sống. Thì phải nói đây là những trường hợp rất là trễ, và trễ hơn nữa thì có thể xuất hiện những hạch bẹn và những cái di căn xa, di căn phổi, di căn gan vân vân, và có các biểu hiện triệu chứng của cái cơ quan đó. Và đây phải nói là một trường hợp rất khó, và đề nghị là khi quý bà con cô bác có những quý ông và quý bác khi có các triệu chứng lâm sàng kể trên thì chúng ta phải nên đi tới một cơ quan y tế chuyên ngành, chuyên khoa để được thăm khám. Bác sĩ, vì đại tuyến tiền liệt có liên quan gì đến ung thư tuyến tiền liệt không ạ? Cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt về cơ bản thì nó không liên quan. Tuy nhiên, hai cái triệu chứng của hai bệnh nhân đó, của hai cái bệnh lý đó nó gần giống với nhau và làm chúng ta hơi sẽ bị bỏ sót, hoặc là làm chúng ta chủ quan đây là bệnh bú lành tiền liệt tuyến và chúng ta bỏ qua giai đoạn sớm của ung thư tiền liệt tuyến, thì đây phải nói là rất là nguy hiểm. Vì vậy thì chúng ta cũng biết rằng là cái bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt lành tính thì thường phổ biến ở những nam giới dưới 40 tuổi là bắt đầu đã có triệu chứng rồi. Nhưng bệnh này vẫn là một bệnh dạng lành tính, và càng lớn tuổi thì nguy cơ phì đại nó lại càng cao. Và khi mà đã có các triệu chứng biểu hiện của tiền liệt tuyến thì cái công tác thăm khám của bác sĩ lâm sàng chúng tôi luôn luôn phải cho bệnh nhân làm cái định kỳ PSA để có thể chẩn đoán phân biệt với cái ung thư tiền liệt tuyến nếu có hay không. Vậy tuyến tiền liệt được sinh thiết như thế nào thưa bác sĩ? Chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta đã có những các chẩn đoán nghi ngờ cái ung thư tuyến liệt tuyệt thì bắt buộc thì chúng ta ngoài các xét nghiệm về chụp MRI, chụp CT với cái xét nghiệm về cái mặt cơ ung thư PSA thì chúng ta cần phải làm một cái xét nghiệm, đó là một xét nghiệm sinh thiết. Là vì với cái xét nghiệm về sinh thiết tiền liệt tuyến có thể cho chúng ta biết được thứ nhất là cái độ lành hay là độ ác tính, lành hay là ác tính của tiền liệt tuyến. Thứ gì là đánh giá được yếu tố tiên lượng tốt hay là tiên lượng xấu của tiền liệt tuyến thông qua cái chỉ số P-score để chúng ta có thể đánh giá được. Và thường thì ở tại Bệnh viện Nhân dân 115 của chúng tôi thì thường là chúng tôi khi một bệnh nhân có một cái bú tiền liệt tuyến tới thì chúng tôi thường là thăm khám lâm sàng qua trực tràng, qua ngã trực tràng, và chúng tôi có thể thuốc C, chúng tôi có thể nhận định được cái mật độ của tiền liệt tuyến, được cái rãnh của cái tiền liệt tuyến niệu đạo. Và đặc biệt là khi chúng tôi phát hiện có một cái nhân mật độ chắc không đồng nhất, tăng thể tích vân vân, không đối xứng, thì thường là những cái đó chúng tôi quyết định cho bệnh nhân làm cái nội soi trực tràng sinh thiết để có một cái chẩn đoán dương tính. Dạ. Thưa bác sĩ, những đối tượng nào nên đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, và khi có kết quả bình thường thì bao lâu nên quay trở lại tầm soát một lần nữa ạ? Thông thường thì để tầm soát ung thư tiền liệt tuyến thì chúng ta có nhiều các giải pháp khác nhau. Và đối với những bệnh nhân như chúng tôi đã nói từ ban đầu, đối với những bệnh nhân mà từ 40 tuổi trở lên là những cái tuổi bắt đầu có cái yếu tố nguy cơ của cái phì đại tiền liệt tuyến. Và chúng tôi cũng đã nói cái triệu chứng của phì đại tiền tuyến và cái triệu chứng của ung thư tiền tuyến, hai cái nó gần giống nhau, đặc biệt trong giai đoạn sớm thì chúng ta phải có ý thức đi tầm soát. Và khi đi tầm soát ung thư thì chúng tôi hay sử dụng cái chỉ số mặt cơ ung thư của tiền tuyến, đó là cái chỉ số PSA. Chúng ta cũng biết là cái chỉ số PSA nó là một phần của tinh dịch và được sản xuất bởi cái tế bào trụ của tiền liệt tuyến. Và cái sự tăng sinh của cái PSA khi nó có cái sự phá vỡ cấu trúc bình thường của tiền liệt tuyến, và cái mức độ cái PSA nó có thể tăng theo tuổi và tăng theo cái thể tích của tiền liệt tuyến. Và PSA thì nó đặc biệt là nó rất là đặc hiệu cho cái ung thư của tiền liệt tuyến. Và khi một bệnh nhân mà đã có cái bú lành tiền liệt tuyến và có các triệu chứng biểu hiện lâm sàng và có cái chỉ số PSA cao hơn 4 thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cái ung thư tiền tuyến. Và chính vì vậy thì người ta vẫn sắp cái PSA vào một cái yếu tố độc lập, tiên đoán tốt để chúng ta có thể nhận định cái chẩn đoán ung thư tiền tuyến. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn phải kết hợp với cái nội soi trực tràng để mà làm thêm cái sinh thiết để có một cái chẩn đoán dương tính cách sớm hơn. Nói tóm lại thì chúng ta biết là cái vai trò của PSA là dùng để chẩn đoán bệnh, để xác định cái mức độ lan rộng của cái bệnh lý. Và đặc biệt PSA còn là một cái marker để chúng tôi đánh giá coi bệnh nhân có đáp ứng với điều trị hay không, hoặc là trong quá trình điều trị đánh giá nó có tái phát hay không. Thì hiện tại bây giờ thì với vai trò của PSA là một cái yếu tố dùng để tầm soát bệnh thì không còn phải bàn cãi gì nữa. Và khi đi tới bệnh viện thì chúng tôi với bộ bệnh nhân mà chúng tôi nghi ngờ có ung thư tiền tuyến thì chỉ số PSA, chụp MRI vẫn là hai cái xét nghiệm ưu tiên để chúng tôi làm để mà chẩn đoán có hay không có cái ung thư tiền liệt tuyến. Dạ. Thưa bác sĩ, thì tại Bệnh viện 115 mình đã tiếp nhận những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đang ở giai đoạn nào ạ? Tại Bệnh viện Nhân dân 115 của chúng tôi thì bệnh ung thư tiền liệt tuyến thường phát hiện ở trong giai đoạn rất là trễ. Chúng tôi đã làm cái con số tổng kết thống kê trên 457 bệnh được nhập vô Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2018 thì chúng tôi nhận thấy rằng là 60% những bệnh nhân được phát hiện ở trong giai đoạn 3 và 40% bệnh nhân được phát hiện ở trong giai đoạn 4. Và nhiều trường hợp bệnh nhân đến với chúng tôi ở trong giai đoạn đã bí tiểu, tiểu máu do khối u xâm lấn, hoặc là đau nhức xương, hoặc là bị gãy xương bệnh lý. Lúc đó mới được chẩn đoán nó là ung thư tiền liệt tuyến. Dạ. Xin bác sĩ cho biết hiện nay có những phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt nào ạ? Hiện tại bây giờ thì phải nói có rất là nhiều các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Và ung thư tiền liệt tuyến cũng là một cái biện pháp điều trị đa mô thức. Có thể chúng ta kết hợp với phẫu thuật, kết hợp với điều trị về nội tiết, kết hợp với điều trị về hóa trị, kết hợp với điều trị về nhắm trúng đích, kết hợp với điều trị xạ trị và những các thuốc về miễn dịch khác. Nói chung thì các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến hết sức đa dạng. Và tùy theo từng giai đoạn bệnh lý của ung thư tiền liệt tuyến mà chúng ta có thể áp dụng các phương pháp điều trị khác nhau cho nó phù hợp với giai đoạn đó. Thường ở những bệnh nhân tới trong giai đoạn sớm thì phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến tận gốc, có thể mổ mở, có thể mổ nội soi đã là một cái phương pháp điều trị triệt để, nó giúp giảm được tỷ lệ tử vong, tiến triển tại chỗ cũng như di căn xa của bệnh nhân rất nhiều. Nếu ở trong giai đoạn đã trễ rồi thì đương nhiên chúng ta phải sử dụng các biện pháp khác, là có thể áp dụng những cái biện pháp cắt tinh hoàn hoặc là sử dụng các thuốc kháng nội tiết, để mà điều trị ung thư tiền tuyến, hoặc ở trong giai đoạn trễ hơn thì chúng ta có thể sử dụng thuốc hóa trị và những cái thuốc nhắm trúng đích khác. Ngoài ra thì ung thư tiền liệt tuyến là một cái điều trị, là một cái bệnh lý điều trị đa mô thức. Vì vậy ở những bệnh nhân mà ung thư tiền liệt tuyến đã đi ra khỏi vỏ bao, nghĩa là cái khối u đã xâm lấn ra khỏi vỏ bao, thì biện pháp xạ trị ngoài cũng là một cái biện pháp giúp để mà cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Còn nếu trường hợp mà ung thư tiền liệt tuyến vẫn còn nằm trong vỏ bao thì điều trị bằng xạ áp sát hay còn gọi là điều trị xạ tại chỗ thì vẫn là một cái biện pháp được áp dụng hiện tại ngày nay ở một số các trung tâm lớn ở trên thế giới. Được biết vào năm 2010, FDA đã phê duyệt sử dụng vaccine Tua để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về phương pháp điều trị này không ạ? Chúng ta cũng biết là đây là một cái kỷ nguyên phát triển của các phương pháp điều trị mới. Trong đó đặc biệt là năm 2018 với sự ra đời của cái giải Nobel y học về sử dụng cái miễn dịch trong điều trị ung thư thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại điều trị ung thư đã có một bước tiến rất dài, rất phát triển, và một số những các bệnh nhân mà bị ung thư hiện tại ngày nay đã có được nhiều phương pháp tiếp cận bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhiều hơn. Đó là cái biện pháp sử dụng miễn dịch trong điều trị ung thư. Thì chúng ta cũng biết là khoảng năm 2009 và năm 2010 thì FDA của Mỹ đã có một cái chỉ định sử dụng một cái loại vaccine, là loại vaccine nó tên là Sipuleucel-T để điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Và phương pháp này thực chất là người ta sử dụng phương pháp chiết tách từ bạch cầu của người bệnh, được trộn với kháng nguyên sinh ung thư tiền liệt tuyến, sau đó thì truyền trở lại cho bệnh nhân với một cái hy vọng rằng là sử dụng cái biện pháp miễn dịch tế bào này để tiêu diệt những cái tế bào ung thư còn lại, để thức tỉnh những cái hệ thống miễn dịch của ung thư, của trong hệ thống miễn dịch kháng với tế bào ung thư của cơ thể mà bấy lâu lâu nay bị trì trệ, bị suy giảm, thì nó sẽ kích thích lại, khơi dậy lại cái sự miễn dịch của cơ thể để điều trị cái bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên thì người ta nhận thấy rằng là việc thực hiện này hiện nay thì nó vẫn còn rất phức tạp, và chỉ có một số ít các cơ sở lớn trên thế giới người ta thực hiện cái biện pháp này. Cho tới giờ phút này thì phải nói rằng là cái hiệu quả điều trị bằng cái biện pháp miễn dịch đối với ung thư tiền liệt tuyến thì nó vẫn chưa được cao. Do đó chỉ định này gần như bị bỏ quên, và các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách phát triển những cái hệ thống miễn dịch khác nó tốt hơn. Và hiện tại bây giờ một trong những cái thuốc mà người ta đặt nhiều tới kỳ vọng của cái điều trị miễn dịch đó là những cái thuốc kháng thể đơn dòng, đặc biệt là những cái thuốc như là Pembrolizumab, là Keytruda, Nivolumab, Atezolizumab, vân vân. Đó là những cái thuốc những thuốc mà mang lại nhiều cái hứa hẹn cho những bệnh nhân ung thư để sử dụng về sau này. Chúng ta có thể ước lượng tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt ở người con trai khi cha đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt là bao nhiêu %, và đối với người con gái không có tuyến tiền liệt thì có nguy cơ gia tăng các bệnh ung thư khác không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới thì ở tất cả các độ tuổi, người ta tính thống kê bình quân thì chiếm tỷ lệ khoảng 3,6 người trên 100.000 dân. Đó là số liệu năm 2018 mà chúng tôi thống kê được. Thì ung thư tiền liệt tuyến hiện tại thì chưa ghi nhận được là có hay không có các tính chất di truyền một cách rõ rệt. Do đó, việc ước tính cái tỷ lệ mắc phải của con của bệnh nhân là không khả thi. Khác với cái ung thư vú ở nữ giới cũng như ung thư cổ tử cung. Và chúng ta cần phải có các nghiên cứu sâu hơn về sinh học phân tử, về gen, về miễn dịch để chúng ta có thể trả lời một cái câu hỏi này một cách xác đáng được. Yeah. Qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Anh, trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân của Bệnh viện 115, hy vọng quý vị đã có những kiến thức hữu ích nhất về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Và trong những số sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục những phương pháp điều trị hiệu quả trong chữa trị ung thư. Đồng thời, quý vị phải tầm soát ung thư sớm để có thể phát hiện được những dấu hiệu bất thường bên trong cơ thể để có thể được chữa trị. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào MC Minh Khuê.